Mời quý vị và các bạn theo dõi chủ đề giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện cho những giáo viên có nguyện vọng đổi nơi công tác được hoán đổi vị trí cho nhau dựa trên các yêu cầu phù hợp. Chính sách nhân văn này từ khi được triển khai đã giải quyết được hàng chục trường hợp, chủ yếu là những trường hợp hoán đổi để thuận tiện trong việc đi lại. Nhiều giáo viên sau khi chuyển đổi công tác đã rút ngắn đoạn đường đến trường hàng chục km, giảm bớt những khó khăn vất vả trong công tác, mang lại nhiều niềm vui và thuận lợi trong công tác giảng dạy. Cô Trần Thị Ngọc Sa, giáo viên dạy môn sử trường phổ thông trung học Hòa Châu, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, nguyên là giáo viên ở trường phổ thông trung học Hương Thủy. Sinh sống ở Quảng Điền nhưng công tác từng thị xã Hương Thủy nên mỗi ngày cô phải chạy xe trên 20 km để đến trường và cùng chừng đó quãng đường để về nhà. Khó có thể nói hết những vất vả của những giáo viên công tác xa nhà, đặc biệt là đối với những vùng thấp trũng như Quảng Điền trong những ngày mưa bão. Tôi là trước đây là giáo viên của trường trung học phổ thông Hương Thủy, nhưng mà nhà của tôi thì lại là ở xã Quảng An của huyện Quảng Điền, nên là khoảng cách đi từ nhà đến trường là phải hơn 20 cây số, và mỗi lần đi là phải mất khoảng là từ 45 thậm chí là đến 1 tiếng đồng hồ, là bởi vì nó trên cái quãng đường đi là vừa dài mà gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là đến cái lúc mà mang thai hoặc trong thời điểm mà có con nhỏ và những cái mùa mưa gió bão lụt thì cái quá trình đi lại giữa vận chuyển di chuyển nó rất là khó khăn. Thì qua được một cái số thông tin từ bạn bè và một số đồng nghiệp thì chúng tôi được biết là có cái chính sách của sở là tạo điều kiện cho các cái giáo viên có nhu cầu hoán đổi với nhau, và cũng qua nhiều tìm hiểu ở nhiều mối quan hệ thì cũng tôi cũng được biết là ở tại trường trung học phổ thông Hòa Châu, là ngay ở trên địa bàn mà tôi đang sinh sống, cũng có một giáo viên là họ ở Huế nhưng họ lại dạy ở Hòa Châu, và khoảng cách của giáo viên đó về từ nhà đến trường là cũng phải mất hơn 15 cây. Và chúng tôi đã gặp nhau tìm hiểu trao đổi về hoàn cảnh và hai bên cũng đồng ý là sẽ cùng nộp hồ sơ lên sở để nhờ cho sở giải quyết. Và chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì cái nguyện vọng của cả hai giáo viên đều được sự đồng ý và giải quyết. Sau khi được hoán đổi nơi công tác, cô Sa chỉ mất 2 phút để đến trường. Không chỉ tiết kiệm được thời gian tiền bạc, ở môi trường mới cô còn được tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mọi quyền lợi chế độ ở nơi công tác cũ được giữ nguyên. Có thể nói việc chuyển đổi này tạo ra nhiều niềm vui cho các giáo viên, đặc biệt là các giáo viên dạy học xa nhà. Khi mà chúng tôi nhận được cái thông tin là sở tạo điều kiện cho các giáo viên mà được hoán đổi để thuận tiện trong cái điều kiện công tác, thì đó là một điều mà anh em chúng tôi rất mừng. Bởi vì một cái điều đặc thù ở trường Hòa Châu là chúng tôi vùng thấp trũng, mà thường về mùa mưa lũ mà anh em đi xa thì cũng chằn lòng thực vì đường xã khó đi. Khi mà anh em được hoán đổi về đây thì chúng tôi cũng là tiếp nhận như là anh em tại đơn vị, tạo điều kiện tối đa để cho các em sớm hòa nhập với anh em trong đơn vị. Còn cả cái cơ chế chính sách thì ở đơn vị cũ họ hưởng như thế nào thì về đơn vị mới chúng tôi tiếp cận và đảm bảo đầy đủ tất cả các cái quyền lợi của cá nhân, rồi cả cái chế độ chính sách của tất cả giáo viên thì cũng đảm bảo như là như anh em tại đơn vị thôi. Từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế ban hành chủ trương này, nhiều giáo viên đã chủ động kết nối với các đồng nghiệp khác để tìm kiếm, trao đổi, sao cho thuận lợi nhất với cả hai. 3 năm trở lại đây, nhiều trường hợp khác cũng đã chuyển đổi nơi công tác sau khi tìm được đồng nghiệp có nhu cầu và dạy cùng bộ môn. Cô Trần Thị Kim Thanh, nguyên giáo viên ngữ văn trường phổ thông trung học Hòa Châu, là một ví dụ khác. Sau khi hoán đổi với một giáo viên ngữ văn ở trường phổ thông trung học Hương Vinh, cô đã được công tác ở ngôi trường ngay trên địa bàn mình sinh sống. Lúc ban đầu khi chưa chuyển á thì chúng tôi cảm thấy rất nhiều những cái băn khoăn và lo lắng, nhưng mà khi chuyển về rồi thật sự chúng tôi cảm thấy hầu như không có tồn tại những băn khoăn đó luôn. Rất cảm ơn cái chính sách của sở, cảm ơn cái ban giám hiệu của trường mới đã rất là nhiệt tình, rất là trách nhiệm và rất là tạo điều kiện tốt cho chúng tôi có yên tâm công tác. Thì đây, những cái dịp này qua truyền hình thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn của mình đến giám đốc sở, đến những cái chính sách nhân văn của sở và đến ban giám hiệu của trường trung học phổ thông Hương Vinh. Thực sự bây giờ là tôi cũng xin gửi đến lời cảm ơn tất cả. Cô cảm thấy bây giờ tôi là cảm thấy rất là thoải mái đối với cái vị trí công tác mới của tôi. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đã có 26 trường hợp các giáo viên hoán đổi nhau sau khi chính sách này được triển khai. Hầu hết là các trường hợp xa nhà trải tuyến. Hầu hết là các trường hợp xa nhà trải huyện,
hoặc hoán đổi huyện với thành phố, chứ không giải quyết các trường hợp cùng trong thành phố. Việc hoán đổi cùng môn dạy không làm ảnh hưởng đến tổng biên chế chung. Điều đáng ghi nhận là hết ở những trường hợp chuyển đổi đều được tạo điều kiện thuận lợi ở môi trường mới để các giáo viên yên tâm công tác và gắn bó với nghề. Tôi ủng hộ tất cả quyền lợi theo chính sách của tức là chúng mình được là giữ nguyên, thậm chí là tạo điều kiện tối đa hết sức luôn. Và chính vì vậy mà mình có một cái sự mạng nguyện khi mà chính sách của sở là cho tụi mình hoãn đổi để được thuận lợi cho công tác của công việc của mình về sau. Mới đây, sau khi tuyển dụng 64 giáo viên để bố trí cho các đơn vị trực thuộc sở, ngay sau khi trao quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tạo điều kiện cho các giáo viên này thỏa thuận và hoãn đổi với nhau. Giám đốc sở sẽ ký quyết định đồng ý với các sự hoãn đổi ngay tại buổi lễ này. Bây giờ trong cái số 64 các bạn tuyển dụng này, mà nếu mà các bạn vẫn tìm chưa ra được chỗ đổi phù hợp, thì các bạn về trường, nếu có một ai đó mà khóa năm trước, mà tuyển ví dụ ở Phong Điền, vậy Phú Lộc, mà năm trước là không có ở Phong Điền, mà bạn Phú Lộc ra dạy ở Phong Điền, thì bây giờ nếu có gặp người đó, thì hai người cũng dựng nhau lên và giám đốc sở ký cùng phòng tổ chức và cho các bạn đổi chỗ để phù hợp với công việc. Và cũng chốt lại một vấn đề là chúng ta không có được chính sách gì thêm cho giáo viên, thì cái gì mà tạo điều kiện thuận lợi được cho giáo viên công tác thì chúng ta tạo điều kiện. Có thể nói chính sách cho phép các giáo viên tìm kiếm các đồng nghiệp cùng nhu cầu để hoán đổi vị trí là một chính sách nhân văn của ngành giáo dục. Điều này tạo ra một tâm lý thoải mái để các giáo viên yêu nghề và gắn bó lâu dài hơn với sự nghiệp giáo dục trồng người. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ mầm non ở các vùng dân tộc thiểu số do không thông thạo tiếng Việt nên việc tiếp thu các bài học, đặc biệt là khi trẻ bước vào lớp 1 gặp rất nhiều khó khăn. Sau 5 năm triển khai đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số thu được nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2 của đề án đã được triển khai với nhiều nội dung mới nhằm giúp cho trẻ nắm vững khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trước khi trẻ bắt đầu học chữ ở lớp 1. Trước đây, việc giáo dục cho trẻ theo chương trình giáo dục phổ thông gặp rất nhiều khó khăn do ngay từ cấp mẫu giáo, nhiều trường chưa chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Ngay cả việc giao tiếp hàng ngày cũng sử dụng tiếng mẹ đẻ là chủ yếu, tiếng Việt ít được quan tâm. Thực trạng này dẫn đến trẻ không thể tiếp thu bài tốt khi vào lớp 1. Giáo viên cũng rất vất vả khi trẻ không hiểu rõ được tiếng Việt. Mặt khác, đa phần giáo viên tiểu học là người Kinh nên việc giáo dục càng gặp nhiều khó khăn. Đối với trẻ đến trường thì là 100% là dân tộc thiểu số, nên là trẻ là đa số là nói tiếng mẹ đẻ và mang hình thức là khẩu ngữ. Trẻ nói là không rõ và phát âm không chuẩn nên là rất khó tiếp thu tiếng Việt. Trong quá trình thì đến trường thì cái khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt là với cô giáo và các bạn xung quanh thì rất là khó khăn, nên là ảnh hưởng rất là nhiều việc tiếp thu từ cái ngôn ngữ tiếng Việt và ảnh hưởng đến quá trình của trẻ sau này bước vào cấp học, các cấp học tiếp theo. Thì đó là những cái khó khăn, và một phần nữa thì phụ huynh ở đây họ thực sự chưa quan tâm lắm về cái ngôn ngữ tiếng Việt, vì họ nói là cái ngôn ngữ của địa phương là đúng là phải bảo tồn, nhưng mà trong cái quá trình mà bảo tồn thì mình cũng phải là mình phải dạy các cháu tiếng Việt để cho các cháu thuận lợi cho các việc tiếp thu, vì cái ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ phổ thông là ngôn ngữ chính thống cho các bậc học sau này. Hiện nay, ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta là tiếng Việt. Vì vậy, việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ, đảm bảo cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức của cấp học tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Nhiều chương trình cụ thể được thực hiện đồng bộ cho cả giáo viên và học sinh. Căn cứ vào nội dung chương trình giáo dục mầm non hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới và Nam Đông cử cán bộ là người bản địa biên soạn tài liệu để bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên người Kinh dạy trẻ dân tộc thiểu số. Nhờ những hoạt động đó, 100% trẻ em vùng dân tộc thiểu số đến trường được tổ chức học 2 buổi một ngày bán trú tại trường. Trẻ được tăng cường tiếng Việt thông qua các hoạt động vui chơi, lễ hội, lao động, được tổ chức làm quen với việc đọc, viết tiếng Việt dưới nhiều hình thức, đọc truyện tranh, sách tranh dành cho lứa tuổi mầm non, được tăng cường rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt, dạy trẻ nói mạch lạc, hình thành khả năng giao tiếp tiếng Việt. Điều này giúp trẻ được chuẩn bị tâm thế tốt trước khi bước vào cấp học tiếp theo. Thì với môi trường bây giờ thì
tất nhiên là sẽ tăng cường cái sự kích thích cho trẻ, giống như trẻ nhiều đồ chơi, nhiều góc là trẻ sẽ càng ngày càng thích thú, tò mò. Và cô cũng nói về trẻ về tăng cường tiếng Việt mọi lúc mọi nơi. Cho nên là cái công tác mà mình làm thêm nhiều hỗ trợ cả góc tăng cường tiếng Việt thì càng ngày càng tốt hơn để cho trẻ phát triển toàn diện. Thì việc mà tăng cường tiếng Việt cho các cháu ở mầm non 5 tuổi, khi mà bước sang các cháu nó có cái điều kiện nó đào tạo, nó được học cái làm quen với tiếng Việt thì các cháu cũng tiếp thu được một số kiến thức. Rồi sau khi mà các cháu nó hoàn thành chương trình mầm non mà sang khi vào lớp 1 thì bước đầu các cháu nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Tại vì sau này các cháu thường sử dụng được tiếng mẹ đẻ, cho nên mà khi mà cái tiếng phổ thông thì các cháu rất còn chậm. Cho nên cái việc tăng cường này là một việc rất là thuận lợi cho khi mà các cháu mới vào tiểu học. Và đây là cái cơ sở để mà nâng cao cái chất lượng của chương trình của trường. Trong giai đoạn 2 này, đề án tập trung tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học theo quy định. Bổ sung thiết bị dạy học từ làm phù hợp với văn hóa và điều kiện của địa phương. Cần khai thác và sử dụng văn hóa dân gian của địa phương như sưu tầm các trò chơi dân gian, câu chuyện kể, bài thơ, văn vần, hò ve, câu đố và cải biên thành tài liệu nguồn bằng tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ để trẻ có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm, lĩnh hội tri thức. Đặc biệt là về phía giáo viên, mà từ khi có đề án này thì họ đã có cái tập huấn về mặt chuyên môn, rồi có thêm tăng cường thêm về số lượng con người để việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ ở mẫu giáo. Thứ hai là ở phía các em học sinh, tức là trẻ mẫu giáo hiện nay thì đã được thầy cô giáo, được các cô giáo mầm non tăng cường cho các em, có những cái hết sức bài bản. Cho nên bây giờ các em khi mà bước tiếp cận vào lớp 1 thì phải nói là cơ bản các em đều được tiếng Việt cũng rất thuận lợi trong vấn đề giảng dạy, đặc biệt là khi các em bước vào cái lớp 1. Và thầy cô giáo ở lớp 1 hiện nay thì cũng rất là khỏe, vì nền tảng đã có rồi thì bây giờ thầy cô giáo có thể phát triển thêm cho các em học sinh. Ngoài ra thì hiện nay là về đối với cái việc tăng cường tiếng Việt đã được chính quyền địa phương hết sức là quan tâm, đặc biệt là cái phụ huynh và xã hội đồng tình với cái đề án mà tăng cường tiếng Việt. Khó khăn lớn nhất của chương trình tăng cường tiếng Việt là tỷ lệ trẻ đến trường vẫn còn thấp, do đời sống của đa số bà con đồng bào còn nghèo khó. Việc cho trẻ đến lớp ít được chú trọng nên vận động trẻ đến trường vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mặt khác, hầu hết các giáo viên mầm non là người Kinh nên khả năng giao tiếp của giáo viên với trẻ vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng truyền đạt kiến thức cho trẻ. Vì vậy, ngoài việc tập huấn các phương pháp tăng cường tiếng Việt trong chương trình, giáo viên còn được ưu tiên học bổ sung các ngôn ngữ địa phương nhằm tạo thuận lợi lớn nhất trong những năm đầu giáo dục trẻ mầm non. Chủ đề giáo dục và tri thức tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.